em học trò. Này là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con, này là áo lanh bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đăng, nay em gửi ra tới chiến trường man chút tình hầu phương thương mê. Ngồi đọc lá đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng mùi thương mẹ già xa xôi. Mặt vào áo len sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi, khi quân về trên khắp đất trời những tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã em luyến thương ấm đến với mình. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, sống quê người sương gió cuốn trời âu yếm rồi tình đi muôn nơi. Nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em, khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai. Bàn kế tiếp là tới anh Vũ, bàn của chị Hoa chứ không phải anh Vũ trên này nha.